Trong những năm gần đây, body painting hay được gọi là nghệ thuật vẽ hình trên cơ thể đã trở nên khá quen thuộc và phát triển một cách rộng rãi, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm kiến thức về bộ môn nghệ thuật có sự kết hợp giữa hội họa và cơ thể. Ngày 30 tháng 10 vừa qua, Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Viện Quản trị Kinh doanh Đại học FPT đã tổ chức chương trình S-Talk với chủ đề body painting với khách mời là chuyên gia trang điểm Trần Bảo Toàn. Ngay từ 2 giờ chiều, khách mời cùng các bạn người mẫu đã tập trung ở phòng 409 để vẽ tác phẩm, chuẩn bị cho chương trình được bắt đầu lúc 6 giờ. Đúng 6 giờ, nhóm nhảy của câu lạc bộ nghệ thuật đã mở màn chương trình với tiết mục Meet the Two. Sau đó, các bạn sinh viên được chuyên gia Trần Bảo Toàn giới thiệu về nguồn gốc cũng như sự phát triển của body painting qua các giai đoạn. Body painting là một nhánh nằm trong body art, sử dụng màu vẽ thể hiện hội họa trên cơ thể. Thông thường, tuổi thọ cho một tác phẩm body painting kéo dài một vài giờ, một ngày hoặc lâu nhất cũng chỉ một vài tuần, diễn ra trong lễ hội hay nghi lễ của các bộ lạc. Body painting không chỉ dừng lại ở việc thể hiện những tác phẩm nghệ thuật trong ngành hội họa, mà nó còn trở thành một công cụ truyền thống rất hữu ích. Đến với chương trình, khách mời Bảo Toàn đã giới thiệu tới các bạn sinh viên FSB mẫu vẽ face painting với tác phẩm Mùa thu tỏa nắng. Ngoài ra, anh Bảo Toàn còn giới thiệu hai tác phẩm body painting với hai mẫu nam qua tác phẩm Kim Ngưu và Mặt nạ. Đặc biệt, ở tác phẩm Kim Ngưu, chuyên gia Bảo Toàn đã cố tình để lại những khoảng trống trên tác phẩm của mình cho các bạn sinh viên có cơ hội thử tài hội họa. Bạn nào cũng hào hứng sau khi hoàn chỉnh tác phẩm với khuôn mặt cười và được giấu hàm ý trong tác phẩm. Kết thúc chương trình S-Talk là phần thể hiện của nữ ca sĩ khách mời Tố Tố đến từ FPT Arena, làm cho không khí trở nên sôi động và náo nhiệt hơn. Các bạn sinh viên FSB lại được tìm hiểu thêm một bộ môn nghệ thuật mới, body painting. Không những thế, còn được chứng kiến bàn tay của nghệ nhân biểu diễn trước mắt. Mong rằng FSB sẽ có nhiều chương trình bổ ích và thú vị hơn nữa cho các bạn sinh viên.